Rồi mình xin chào các bạn ha. Hôm nay mình quay cái video hai con gà mái tre nó ấp chung một ổ các bạn. Gà tre nó đẻ cũng ngộ lắm, mình lót ổ cho nó nó không chịu đẻ đâu. Nó cứ bay lên trên cao rồi trên cây rồi nó... trong cái lùm cây. Còn cái ổ này là sau khi nó đã đẻ trên cái uh, trên cái bao trấu này các bạn. Nó đẻ được đâu khoảng 5 7 trứng rồi đó rồi mình mới lót cái ổ này nó... rồi nó mới chịu vô nó đẻ. À, chứ bình thường là, là không có chịu đẻ đâu giống gà này nó vậy ha nó kiểu như tự nhiên nó thích tự nó tìm cái ổ đẻ chứ mình mà có làm mà nó cũng không đẻ đâu à, cái ổ này hai con đẻ chung rồi cái ấp chung luôn dữ lắm các à. bạn đưa tay vô mình sợ nó mổ bữa cái bao cháu này cao lắm nay cái nhà mình rải cháu cái lấy bớt bớt nó vẫn còn thấp nè cái con máy này là, là, là hai mẹ con luôn các bạn cái con bên bên phải nè lại con mẹ nè con này con con, con lứa con giờ anh đẻ này, nó ấp chung nhà mình nuôi gà tre cũng không có nhiều à. nuôi chủ yếu để để ăn rồi cũng có bán nhưng mà ít à số lượng ít à. cứ gà mái với gà trống nó đạp nhau xong rồi nó đẻ trứng rồi ấp rồi mình cho nó dẫn dẫn à, tới khi lớn mà mình thấy mã là đẹp là thịt là ngon rồi thì lúc đó mình có ăn thì mình bắt mình ăn thôi y như là gà ta hồi xưa mà ông bà mình nuôi á gà tự nhiên cứ đẻ rồi ấp rồi dẫn đi thì yên yên vậy còn đồ ăn của nó thì nó ăn đi tùm lum hết bạn nó cũng có ăn cám có bắp có là ăn đồ tự nhiên có nó có gì gặp gì nó ăn đó Mà nó vậy chứ dữ lắm gà mái này chừng ký hai ký mốt à bó lông gà này ăn thịt thì ngon ha ăn thịt thì khỏi nói lấy trứng này cho các bạn coi ha. Ủa, nó dữ quá các bạn ơi, nó xù lên rồi đó. Dữ à. lắm, tôi vô nó mổ liền á. Đó. đó, thấy không? Ở đó, 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 Ở mình làm hết hồn á. coi trứng này cái trứng lò ra nè các bạn. À. cái hai con ấp chung nè Cái con này nè. Ấp lâu ít nó, nó, ít xuống đó mà con bên phải này là chứ sáng là sớm là con này nãy mới lên nãy em tính quay cho các bạn mà đi ăn còn con con à dữ lắm ừ, 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 ừ. con bên này đụng nó cho nó con mấy nè thấy không xù lên thấy không con này mà muốn ăn thịt nó phải bao nó vô chuồng hôm đậu tối chứ ban ngày dí gì được đó các bạn cái chân nó nhỏ xíu mà lấy cái móc mình móc nó nó cũng trợt uh, à. à móc mấy gà thịt thì được cái móc mấy gà tre này cái chân nó như cái con cái chân của con chim đó mà hiểu lắm này coi chân cái cay nói ừ. chuyện cũng làm hết hồn mà à. ừ. rồi thì hôm nay mình quay cái video này cái nhất là cho các bạn xem địa trí cái thứ hai nữa thì anh chị em cô bác nào muốn ra mua gà tre ăn à, chất lượng ha gà mà vẫn từ nhỏ cho đến khi lớn luôn á mà ăn là bao chất á, ngon thì liên hệ em ha số lượng thì cũng ít thôi chứ anh chị nào mua nhiều cũng không có ha chẳng qua nuôi cái này để ăn thịt với lại bán số lượng cho anh em bà con thân thân thôi à, tại vì nuôi với cái kiểu này thì đâu có nuôi nhiều được nuôi nhiều thì nó cũng không thành ra nó không ngon Đồ ăn tự nhiên mà, nó tự đi kiếm thôi để Tổng luôn thì khoảng từng 3-40 con ra à. Cả mái, cả trống, cả gà nhỏ, gà lớn ha Hết luôn Đi à. trì lúc nào cũng từ 2 chục con <laughs> Rồi à, cũng như à, mấy cái cuối cái video à, của mấy cái video trước, thì anh chị em nào, cô chú nào Cần gà thiến ha, gà ta, gà thịt à, Liên hệ em ha, để lại comment Đấy ở dưới cái video này thì em sẽ liên hệ lại ha. Rồi, à, xin chào các bạn nha.